Đêm giao thừa đón Tết Dương lịch 2021, khi người dân cả nước tưng bừng nghỉ lễ, tham gia các chương trình vui đón năm mới, thì những cán bộ chiến sĩ nơi biên cương Lào Cai vẫn thầm lặng căng mình chống dịch, ngăn chặn những đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc. Đồn biên phòng Bản Lầu, huyện Mường Khương quản lý địa bàn 2 xã và tuyến biên giới dài hơn 13 km. Khu vực này phức tạp, có nhiều đoạn sông suối cạn, nên nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ biên phòng trên tuyến vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, mỗi cán bộ chiến sĩ đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa phòng chống dịch, mang lại bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đêm giao thừa cũng như bao đêm, họ không ngủ, phải canh gác, tuần tra trắng đêm. Trong gió rét cắt da cắt thịt nơi biên cương, đón giao thừa giản đơn, chẳng có gì. Song trong tâm khảm, mỗi người lính đều xác định nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.